Bắt giữ nghi phạm bị truy nã toàn quốc do đập vỏ chai bia và bạn nhậu. Ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết phòng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1987, trốn truy nã về tội giết người. Trước đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, tại quán bia ở phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, do có mâu thuẫn, Anh dùng vỏ chai bia đập 39 nhát vào đầu, mặt và dùng mảnh vỡ đâm vào hông anh Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1984, trú xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình, làm anh Nghĩa bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Anh bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Đến ngày 20 tháng 6, công an đã bắt giữ Nguyễn Duy Anh khi đang lẩn trốn tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh bị khởi tố về tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật. Anh nghiện ma túy đá và có nhiều tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Trần Nghị, Vietnamnet.